Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái link tải và cách cài đặt phần mềm Team Microsoft thành công 100%. Cái phần mềm này nó khác với phần mềm Zoom trước đây, đó là nó cần thêm một cái phần bổ trợ đối với thằng Win 7, còn đối với Win 10 thì không. Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra xem cái phiên bản Win của chúng ta là Win gì. Bằng cách là chuột phải vào My Computer, chọn Property. Của tôi ở đây là Win 7 nên chắc chắn tôi cần đến cái phần bổ trợ đó rồi. Cái phần đó chính là cái phần Netfarmer Work 4.5 đấy. Tuy nhiên thì có máy đã cài sẵn và có máy chưa cài thì các bạn kiểm tra xem máy tính của bạn cài chưa bằng cách là các bạn vào Start này, vào Control Panel này. Sau đó các bạn tìm xem có cái phần Netfarmer Work 4.5 không. Ở đây máy tính của tôi tìm thì không thấy có. Đấy, như vậy là tôi cần phải tải cả cái phần bổ trợ này lẫn cái phần cài đặt. Để tải hai phần này thì các bạn nếu đang xem cái video này thì các bạn kéo ngay xuống phần phía dưới cái phần chú thích của video đấy, nó sẽ có cái link tải. Thế còn các bạn đang không xem video này thì các bạn vào YouTube cho tôi, tìm đến kênh của tôi Tin Học Tin Hiếu. Các bạn bấm vào phần video, tìm cho tôi cái video tải và cài phần mềm Microsoft Team. Sau đó các bạn kéo xuống phần phía bên dưới. Bấm vào cái link để tải cái phần mềm này về. Hiện tại đây nó sẽ có cái phần Net 4.5, đó là cái phần bổ trợ. Team Windows đây chính là cái bộ cài. Nếu Win 7 của các bạn chưa có phần bổ trợ thì các bạn tải cả hai phần này về. Còn đối với Win 10 thì các bạn chỉ cần tải bộ cài về cài là xong thôi. Ở đây thì máy tôi chưa có phần bổ trợ nên tôi tải cả phần bổ trợ về tôi cài. Quá trình tải mà nếu trình duyệt chặn cái tệp tải xuống thì các bạn vào đây các bạn chỉnh lại cho phép tải cái tệp đấy về. Sau khi tải xong thì các bạn cho hiển thị trong thư mục, sau đó thì là ta copy hai cái mục này vào một cái ổ đấy cho dễ nhớ để tí ta cài cho dễ.